Rồi chỉnh ghế rồi phải không? Touch bell rồi phải không? Rồi vô số 1 đi. Rồi mở xi nhan trái lên. Khi nào máy báo bắt đầu mới đi nha. Bắt đầu đi là taxi bắt đầu. Không, đi đi trước nghe tín hiệu tưng tưng mới taxi nhan. Chuẩn bị xi nhan nè. Taxi nhan, đúng rồi. Rồi. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Rồi, yêu cầu của bài này á, là cái cản của mình á là phải cách cái lằn trắng 2 tấc rưỡi nè. Từ từ nè, gần tới nè, tới nè, cắt con vô. Tới xíu nữa, thắng, thắng đi. Như vậy nó vẫn đủ điểm, có nghĩa là nó cắt, nó cho mình là 2 tấc rưỡi nhưng mà có lệch sai lệch chút xíu ha. Lần sau thì thắng cho nó cao như thế này nè ha. Rồi, lên cầu. Bài này mình cũng không cần dùng ga ha. Cứ mở con, cứ để thủ chân con, chân thắng, tự động xe lên. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Rồi mình cứ giữ thẳng, đi thẳng vô một cái len giữa của mình ha. Mắt nhìn vô gương lớn nè, nhìn vô cái gương lòi nè. Lên dốc á, là mình cắt sớm quá thì nó sẽ tuột lại, đúng không? Mình đã gần tới là mình cắt nhanh, không nhanh luôn. Tới nữa nha, xa lắm nha. Xa lắm nha, nữa nha, cắt. Thắng. Rồi, rất là tốt. Rồi, buông con nhẹ nhẹ nè, cho xe rung nè. Rồi, buông thắng, dẫn ga lên. Ga nữa, nữa. Ga đi cho nó lọt qua luôn, nữa. Rồi, rất là tốt. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Thời gian thi của mình là 20 phút ha. Thời gian dấu B là 18 phút. Nên trong quá trình mình đi á, mà lỡ á, mà mình có gặp một thằng B thì mình nhường cho nó trước đi ha. Thời gian của mình tới 20 phút, rất là rộng. Rồi, do cái quãng đường nè, từ đây đi vô quá ngắn ha, cái quãng đường vô đường đinh quá ngắn. Mình chỉnh xe rất là khó song song nên mình phải chú ý nè. Đưa cái cùng kiến mình nè, vô cái góc cái củi đó. Góc củi đó, rồi móc lái đi, móc. Rồi các con đi anh. Rồi thắng đứng đi nghe hướng dẫn nè. Rồi. Bây giờ anh thấy không? Có hai cái ống hơi đúng không? Anh thấy cái ống hơi trong nó có một cái lằn nó mờ mờ nó kẽ đúng không? Một cái lằn mờ. Đúng không? Nước khoảng nó kẽ hơi mờ mờ đó. Đó thì bây giờ á mình sẽ canh cái gương lồi của mình á. Canh cái gương lồi của mình. À, canh cho cái gương lồi của mình á, nhìn cho gương lồi ha, canh cái đầu cản mình á nằm bám sát vô cái đường nước khoảng đó. Rồi mở con lên đi đi. Có nghĩa là mình đè lên thì nó cán, mình bám sát vô thôi. Hơi hở rồi bám nó vô một chút. Đó, nó bám sát vô vậy đó. Đó rồi, giờ mình chỉnh chứ cho nó bám sát như thế. Đừng để nó đè nha. Nó hơi đè lấy nó ra chút. Rồi, đúng rồi đó. Đó, đúng rồi đó. Rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ chỉnh cho cái kiến nó nằm giữa hai ống hơi nè. Đó. Rồi, lúc chạy một đoạn mình nhìn gương sau nè, thấy cái bánh xe sau không? Nó hơi sát rồi lấy qua chút đi. Rồi, chỉnh thẳng lại. Chứ mình để quên là nó sẽ ăn về bên tài của mình nha. Rồi, tốt. Rồi, bài đường hẹp chung góc thì sao? Vai mình lọt góc là móc lái. Rồi, móc lái. Móc bên nào, mắt nhìn kiếm bên đó nè, nhìn xuống chân bánh nè. Móc vô. Cả thẳng lái ra. Tiếp tục quay lọt mới móc lái nha. Rồi móc. Nhìn bên vui bên phải nè. Rồi quá đẹp ha. Rồi tới đây mình phải trả nhẹ ra nha. Rồi tiếp tục. Móc lắm vô. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Đèn xanh đèn đỏ là mình phải thắng trước lằn vàng 1 mét ha. Các con đi em. À, nhìn vô gương lồi nè. Thắng. Rồi mình sẽ nhìn dây ha. Khi đèn đỏ mà nó còn lại là 2 giây mình mở con từ từ mình đi. Không có vội vàng. Lỡ mình đi tới đèn xanh đèn đỏ mà còn 3-4 giây đèn xanh mình cũng không đi. Thí dụ mình đi là nó sẽ không hết. Mình ra qua không lọt hết chiếc xe của mình. Nó trừ tới 10 điểm. Mình ta được 20 phút mình không nên đi vội. 4 3 2 rồi mở con từ từ ra. Rồi đi. Rồi giờ mỏng ga luôn. Cứ giữ ga như thế này đi. Đường trống thì mình nên giữ mỏng ga đi ha. Để khi vô bài thì buông ga ra ha. Tiết kiệm thời gian. Bài thi tiếp theo. Bài thi đường vòng quanh co. Nãy dòng cuối anh chạy đường đâm phải không? Dạ. Tự tin không?
lại rồi, hết rồi phải không? Rồi giờ dẫn cao lên. Dẫn cao lên lấy vô. Rồi dẫn cao đầu lên lấy vô. Bài này là tiếng bấm lưng, lùi bấm bụng, đúng không? Bấm cái lưng là cái phần bên tay phải mình á, anh bấm chặt vô bên tay phải mình. Cho thành xe tiến sát vô. Rồi mắt nhìn vô gương lồi nè, dẫn cho cái cản của mình á sát vô cái ống hơi màu vàng đó. Đó. Lưu ý là cái cản mà nó có đè thì bánh sau vẫn chưa đè ha, cái bánh trước vẫn chưa đè ha, bánh trước tại vì nó cắt cái bánh cái khánh cản tới 1 mét mấy lưng mà, nhớ nha. Rồi tốt nè, thấy bên này nó rộng thênh thang không? Rồi tiếp tục, giờ mình dẫn thẳng cái đầu mình lên, nó bám vô cái lưng. Rồi móc lái bên nào nhìn chiếm bên đó ha, nó hẹp quá thì mình trả nó ra. Rồi trả nhẹ lên từ ra. Rồi lấy vô đi anh. Cứ nhớ là bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Mình thi á, mà thời cấm thời gian thi mình 20 phút thì không có vội vàng cái đèn xanh đèn đỏ ha. Vượt cái đèn đỏ trừ tới 10 điểm lận rất là nặng. Mình cứ nhớ là sao? Nè giống như tình huống này nè, nó mình cũng không đi luôn, mình thấy còn mấy giây nè, đâu mà đi tới đó là nó có thể nó hết giây, đúng không? Rồi cứ cắt con, cản cách 1 mét thẳng. Rồi mắt nhìn vô đèn. À. Khi nó còn 2 giây thì bắt đầu mình đi, không có vội vàng. Xe thực hiện nhà xe thì mình đậu gần đây tới nữa cái cách đậu nhà xe né nhà xe nè, tới nữa cái kiến cùng kiến của mình á qua chữ C anh móc lái vô và đậu trước cái lằn vàng ha, mình không được vô khỏi lằn vàng nha, vô lằn vàng nó báo bài ha, là người ta chưa làm xong là người ta đã tính dây bắt đầu tính vào rồi, rất là nguy hiểm. Hơn nữa các con vô đi, rồi thắng trước lằn vàng đợi thắng, không được lố làm vàng. Khi mình lố làm vàng là tức là mình đã vô bài mà người ta đang còn làm, đúng không, thì mình đã mất cái thời gian đó rồi. Hoặc là người ta chấm điểm thì máy nó không biết người nào bị vi phạm, nó chấm luôn cả hai người kia cán là nó vẫn trừ điểm mình luôn, nó rất nguy hiểm ha. Chú ý là phải thắng trước cái lần vàng này ha, cũng không vội vàng chạy vô nha, không vội vàng đi vô nha, đợi người ta ra hết đã. À. Rồi tới đây ta lọt hết qua đi, rồi đi vô đây. Rồi nhà xe thì lưu ý là mình được quyền ha, trào lên và trào lên về lại, miễn làm sao mà mình vô trong khoảng thời gian 2 phút là đủ điểm, lố 2 phút cho thêm 2 phút nữa trừ 5 điểm. Rồi móc lái lên và đầm xe 45 độ lên. Rồi mắt nhìn vô gương tay. Rồi thắng nha, nhìn vô gương tay trước này, canh cái bánh xe vô cái góc á, chắc thằng 2 tấc 3 tấc vừa lái ra bớt, lái ra anh ở. Rồi móc ngược lại, đúng rồi, tốt quá. Rồi đã, rồi thắng, báo pin là mình thắng lại, không báo pin mình thắng là rớt nha, nhớ nha, mình báo pin mình thắng. Dẫn cao đầu tới nha, khi nhìn cái bánh xe cách 1 mét thôi móc lái nha, anh móc lái sớm mà nữa chưa, rồi móc đi, móc. Rồi,
tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Trời ơi, ra phải, chạy đâu vậy? Rồi phải lưu ý nha, dưới đường người ta đã khóa lại rồi đúng không? Đó là cái đảo giao thông mình không được chạy lên mà đúng không? Và mũi tên người ta đã hướng dẫn cho mình rồi. Lưu ý ha, lần sau mình mà quên là mình lội trực tiếp nha. Nha, mình quên là mình lội trực tiếp, nhớ ha. Rồi đèn xanh đèn đỏ nè. Là cái cảng đầu cách làng vàng. Mét tới xíu nữa. Rồi thẳng đi anh. Rồi, làng vàng 2 giây đèn đỏ đúng không? Mình sẽ nhìn trái lên nè. Rồi đi đi anh. Rồi lưu ý cái làn vàng bên trái xe mình nè, đúng không? Là mình cũng không có được là mình cán lên ha. Rồi tắt xe nhanh đi anh. Tình huống nguy hiểm có chưa? Chưa đúng không? Thì tình huống nguy hiểm đầu tiên ha, là ngay cái nắp hố ga đó, đúng không? Tình huống nguy hiểm nhắc lại là giống như tưởng tượng là có một chiếc xe nó đang ngã vào đầu xe mình, thì mình phải làm sao thắng trước rồi mở ưu tiên nó báo hiệu cho chiếc xe chúng ta biết. Khi hết rồi thì tắt đi, nhưng mà phải đợi thêm 3 giây mới tắt ha. Rồi cắt con vô, có thì thắng, còn không có thì buông con nó đi. Bài thi tiếp theo. Rồi không có thì buông con nó bài đi. Bài thi dừng xe chỗ có đường tắt chạy qua. Đúng ra khi nó báo hết mình sẽ tắt đi, nhưng mà do đặc thù của trường Thành Công là máy nó nhận, nó nhận hơn, nó báo hơi sớm nên mình phải đợi thêm 3 giây, hiểu không? Đợi thêm 3 giây. Lưu ý là mặt đường không bao giờ bằng phẳng, thì mình phải giữ thắng xong mình giữ ga luôn nha. Bấm ưu tiên lên, vẫn giữ thắng luôn nha. Thắng vẫn giữ thắng, mặt đường không bằng phẳng thì buông thắng ra nó trôi, nó chẳng trừ 10 điểm lần đó. Rồi, đường tiện thông mình sát thắng cho cái cản của mình đó. Đó, lên xíu nữa, thắng. Ôi, hơi sát quá nha. Sao lấy gì? Dừng xe quá vị trí. Hơi sát rồi đúng không? Mình thắng cắt nó 2 tấc rưỡi mà, thắng gì là quá sát rồi đúng không? Rồi trừ 5 điểm ha. Rồi tiếp tục đi anh. Từ đây là vô số gì? Thắng đứng lại. Từ đây vô số 2. Thả lỏng cổ tay ra. Thả lỏng cổ tay ra. Ép vừa cứng tới. Rồi vô. Cắt con sát vô. Ép vừa cứng. Đúng rồi. Nè anh thấy không? Nó hơi nghiêng đi nè đúng không? Đúng không? Số 2 nè không? Rồi đi đi anh. Nhớ là cần số là số 2 nó hơi nghiêng, mình nên ép. Ví dụ lỡ mình ép nó lọt vô số ve thì máy báo biết. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Đừng có để lộn số 4 nha. Lộn số 4 là đồng nghĩa là buông ra nó tắt máy là trừ 5 điểm rồi đó. Thấy chưa? Rồi bài này nói sao làm gì nè. Bây giờ anh tắt xe nhanh trước đi. Rồi chừng nào tôi nói sao làm vậy nha. Rồi cắt con. Nghe tín hiệu tưng tưng thắng đứng. Thắng đứng. Số 2 vô số 3. Vậy là số 5 rồi. Nè, buông thả lỏng nè. Cắt vô, thả lỏng cổ tay ra. Ép vừa cứng. Rồi kéo xuống. Rồi về lại số 2. Đúng rồi. Cho nó bò 1-2 mét trước đi. Rồi điểm ga lên. Ga lên, ga cho nó dai cái vai của mình lọt vào biển 20 này luôn. Nữa. Rồi các con thả thắng. Ga nhẹ trước biển 20 này thôi, không cần thắng đứng. Thắng đứng cũng được, không cần thắng đứng luôn cũng được ha. Bên dưới 20 là đủ rồi. Rồi đi tiếp đi. Tình huống nguy hiểm chắc chắn là sẽ xe xảy ra điểm này hoặc là cái điểm cuối cùng. Không, nên tới đây là mình không dùng ga nữa, bỏ ga ra đi anh. Vừa vô cua là nó sẽ có tình huống nguy hiểm, anh thấy cái lo không? Thấy cái lo ở trên tường không? Nó nằm đâu gần tới đoạn đó đó. Rồi mình lo đánh lái, không có xe đổ về mình cứ ăn gian qua một chút. Cứ ăn gian qua bên kia rồi các con đây chuẩn bị chiến thắng, thắng đứng đàng hoàng mới tìm cái nút bấm nha, không bấm được. Còn một lần bỏ ra. Điểm nè, 1, 2, 3, rồi, tốt, rồi mở con từ từ đi. Nhớ á, là khi mình thắng xong, nó cho mình thêm 5 giây. Thắng xong trong vòng 5 giây là mình phải bấm ưu tiên. 5 giây rất là nhiều, ha, mình cũng không có cần mà bấm vội, hiểu chưa? Rồi. Nghĩa là mình thắng thì mình thắng nhanh đó. Tại vì mình đã sửa soạn trước các con trước rồi thì mình thắng thì thắng nhanh. Nhưng mà bấm nút thì mình cứ từ từ mà bấm. Nhớ như vậy. Rồi bài này có gì? Xi nhanh phải đúng không? Đèn này luôn luôn xanh cứ đi. Nhớ là mình có 4 cái xi nhanh. Thiếu thì trừ điểm, dư thì không sao. À, tại vì mình quen lái rồi thì có thể là mình dư thì không sao, nhưng mà thiếu là bị trừ điểm. Thì 4 cái đó là mình phải nhớ ha.
hai cái trái và hai cái phải. Hai cái trái là lúc xuất phát và lúc rẽ trái ngay ngã tư, hai cái phải là lúc rẽ phải và lúc kết thúc. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Xác quá rồi nè. Rồi bài thi kết thúc là có cái gì? Xi nhanh phải đúng không? Dẫn đi thẳng, nó tượng trưng thôi, là mình phải mở xi nhanh phải. Lưu ý kết thúc là khi máy báo đậu mà, hoặc là mình thấy bánh xe sao lọt qua luôn, mình gọi là kết thúc. Nhiều người tới đây tiện tắt xi nhanh là trừ hết 5 điểm nhé. Thẳng qua luôn. Rồi tắt seatbelt chưa? Chỉnh ghế rồi phải không? Nhãn tay ra nè. Rồi làm theo hướng dẫn nói sao làm vậy đi. Ừ. Vô số 1 nè. Mở xi nhanh trái. Khi nào máy bắt đầu mới đi ha. Nhớ tình huống nguy hiểm là mình thủ, các con thủ sẵn. Bắt đầu. Báo thì thắng. Ha, thắng thì từ từ bấm, không cần bấm vội. Nghe từng tần tắt xi nhanh. Tắt. Làm từ từ thôi, mình dấu C mình được 20 phút, không quá tổng thời gian nên mình không cần làm gấp. Đó, cứ thả về không cần dùng bài ra. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Không. Yêu cầu của bài này là sao? Cái cản cách làn trắng 2 tấc rưỡi. Thì gần khoảng còn 5 tấc á, xa lắm. Xa lắm. Các con tới nữa, thắng. Rất là tốt, nhìn vô cái gương lồi thấy không? Ngồi để ý dòng sao mình lái nè. Rồi bài lên cầu thì sao? Mình cũng không cần dùng ga luôn, cứ để gì nó bò lên. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Rồi, lên cầu nếu mà mình cắt xa quá thì nó tròm lên, nó tuột lại liền. Ha, lên cầu là phải gần tới, mình cắt nhanh thắng nhanh. Ha. Rồi, chọn dẫn cho xe đi thẳng giữa cái len đường của mình đi. Rồi, đồng nhìn vô gương lồi nè. Còn xa lắm nha, xa lắm nha, xa lắm nha, xa lắm. Cắt, thắng. Rồi, tốt. Buông con từ từ cho xe rung nè. Rồi buông thắng kiểm ga nè, ga liên tục luôn, ga nữa cho qua cầu luôn, nữa cho lọt hết bánh xa qua luôn, nữa. Rồi đường trống rồi, đường trống giữ ga đi, đường trống giữ mất ga đi, giữ ga đi. Nhớ mình dấu C mình được 20 phút, nên thí dụ như giữa lúc mình chạy mà mình gặp một dấu B nó chạy thì nên nhường cho nó trước, hiểu chưa? Nó còn 18 phút mà nó ve tới 2.000 xe, ha, lưu ý ha. Mình dư thời gian nhiều lắm, đừng rồi bỏ ga ra nè, vô bài thì bỏ ga ra, bỏ từ từ nè. Khi cái cùm kiến của mình á ngang cái đống củi đó, thấy đống củi không? Là bắt đầu mình móc vô là vừa, chứ mình móc sớm quá là sẽ dễ bị xéo. Rồi móc vô, rồi cắt xé con vô, thắng đứng lại đi, nghe hướng dẫn nè. Bây giờ á, hai ống hơi tức là hai cái đường đinh của mình á, yêu cầu bánh xe phải mình phải là lọt qua đúng không? Thì giờ trước cái đường đinh mà sát bên cặp lề đó, thấy xe sẽ thấy có một cái lằn mờ mờ đúng không? Thấy có một cái lằn mờ đứt khoảng mờ mờ đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái gương lồi mình nằm bám sát vô à cái mức mờ mờ đó. Rồi mở con từ từ nè, không cần dùng ga nhanh, từ từ. Thấy xe đi nhanh có rồi mình ém nhẹ bớt lại. Đó đúng rồi đó, cho nó sát chứ đừng nó để nó đè nha, tại nó đè là nó sẽ đè ống hơi nha. À, đúng rồi, nó đẹp đó. Rồi, đúng rồi. Rồi, đi một đoạn mà nhìn ta gương lớn cho anh bánh sau nè. Cách một tấc rưỡi là đẹp. Rồi, hơi ăn gì mình phải lấy nhẹ qua. Rồi, khi nó thẳng rồi phải trả thẳng đúng không? Rồi, rất là đẹp. Rồi, vai đường hẹp vuông góc thì sao? Cái vai nè, ngang góc móc lái nè. Rồi, móc. Móc bên nào mắt nhìn về cái gương bên đó. Ví dụ mình thấy bánh xe nó đè thì mình đã bớt ra, ô vậy là đẹp rồi. Rồi giờ đã thẳng lại nè, dẫn thẳng xe tới nè. Rồi mắt nhìn vô li anh phải nè, khi lọt là móc nè. Rồi móc. Móc bên nào mắt nhìn gương bên đó nè. Đó, vậy là hở đẹp ha. Rồi thả nhẹ lại bớt. Thả bớt, dẫn động thả bớt vô. Rồi lấy lái vô. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi, đèn xanh đèn đỏ thì mình thắng trước lần vàng 1 mét. Rồi thắng đi, thắng. Chạy luôn mà đứng lên xanh rồi. Ga lên đi, ga lên lỡ rồi, ga lên đi. Em đã dặn anh nhiều lần rồi ha. Bây giờ đèn xanh đèn đỏ nó có 7 giây thôi, đúng không? Mà thí dụ nó còn 5 giây mình qua rồi mình qua không lọt thì sao? Mà trong khi mình là bao nhiêu phút? Mình được 20 phút mà. Anh chạy gấp làm cái gì vậy? Trong khi để mình tua một cái dây đèn sao phải sướng hơn không?
Rút làm cái gì? Thấy đại đèn đỏ nó không không chú không rồi đầu nó đi. Nhưng mà lúc đó anh trả thẳng lái chưa? Lúc đó đang vô cua mà. Đó anh, cái anh này hay cãi quá ta. Rồi móc lái vô đi. Lái thì yếu thì người ta nói làm sao, người ta hướng dẫn cho mình thì mình chịu nghe đi. Bám sát vô. Tiến vô, bám vô lưng nè, bám sát vô đây. Rồi mắt nhìn vô gương nè, dẫn cao cái đầu lên. Cái cảng mà nó có đè lên lằn vàng thì bánh xe cũng chưa đè. Tại vì mình bánh xe cách cái cảng tới bao nhiêu, 1 mét mấy lận, 1 mét mốt lận đúng không? Nó dẫn cho bánh trước mà cán lằn vàng không? Bánh trước cán là trừ điểm, cái cảng nó đè nhưng mà bánh trước vẫn chưa cán, bạn ngồi phải hiểu nha. Đã nói là bánh trước nó cách cái cảng là 1 mét mấy, dù cái cảng nó mà đè lên thì bánh trước có cán đâu, còn 1 mét mấy nữa mà. Cả lái nào bớt đi. Rồi lấy vô lại nè. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Đó giờ cho ông làm sao đó ông làm. Đó, ông muốn ông thích sao đó thích, miễn không dừng đó được rồi. Còn tôi dạy học viên tôi là sao? Cách đậu, cách cái lằn vàng 1 mét à. Ăn vàng 2 giây, còn lằn đỏ nữa 2 giây buộc con đi từ từ. Gì đó có thấy không? Đó, đầu đầu mình lấy lái vô là vừa, là vô xe phải dẫn cao cái đầu lên gì đó. Rồi hả? Rồi lấy vô. Rồi, vai ngang với thành nhà xe hôm nay Thắng đứng nè. Chắc con Thắng đánh hết lái, mắt nhìn vô gương bên trái, gương bên tay á, khi tiến tới lờ là đá lớn á, anh đứng lại, các con chậm lại, lại chưa nữa, thắng, rồi một hết lái đi. Không nhớ thì càng nghiêng cái người ra nhìn xuống bánh xe. Thẳng chưa? Rồi thẳng rồi thì sẽ tiếp tục ve. Đó là cái mẹo ha. Nghe báo pin mới thẳng nha. Thẳng đi. Rồi chạy ra. Chạy ra thì mắt nhìn gương bên phải nè. Gương bên phụ đó. Khi cái bánh sau nó còn cách khoảng 1 mét đó là mình móc lái lên. Rồi mới móc lái nha, chứ móc sớm quá bánh sau nó đè. Rồi trả lái ra bớt đi. Trả lái ra.
vô. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Góc cua này mình sợ nó gắt quá thì dẫn cái đầu cao lên trên đây nè, không? Rồi lấy lên tay điều lái vô. Thấy bên nào mắt nhìn bên đó. Con cặp sát lề quá thì mình trả nó ra bớt chút, vậy là đẹp rồi. Rồi thấy mũi tên không? Để trái đúng không? Bài này có cái gì? Nhớ là sao đèn xanh đèn đỏ là đậu cấp, đèn vàng 1 mét. À, rồi nhìn vô đèn ăn gian 2 giây mà đi. Nếu mà anh tắt sớm vì lý do sao điện tử nó nhận không kịp, nó nhận trễ, anh mà tắt sớm nó trừ anh là 5 là 10 điểm nha. Cái lỗi này là 10 điểm nha. Tại sao cứ tà lanh cứ tắt sớm hoài vậy? Tôi đã vừa mới nói là đợi thêm 3 giây nữa mà. Đúng không? Rồi. Thắng. Rồi đi đi. Từ đây là mình đọc mình thắng đèn xanh, thắng cái cây xì tốt của rừng gây xe lửa là bắt đầu vô số 2. Số 2 đã chỉ đó là số dè. Ép vừa thả lỏng tay ra, ép vừa một nắp thôi. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Đó, thời gian bây giờ là mới có 11 phút 52 giây. Thời gian mình cho mình tới 20 phút. Làm chi vội không? Nói chỉ giờ cái tắt xi nhan đó, ta tắt cái ưu tiên đó thôi. Cần gì tắt sớm đúng chưa? Yeah. Các con thả trớn nè. Từng từng tắt thắng đứng nè. Rồi, về số 3. Vô lại số 2. Bỏ chân thắng, bỏ chân ga, phan điểm ga đã, mở con cho xe lăn từ từ 1 2 mét đi, rồi ga lên. Ra. Cho cái vai lọt vào biển 20 đầu tiên luôn. Đó. Rồi các con ra thắng. Không cần thắng đứng ha, miễn sao dưới 20 được rồi. Rồi thắng gì là tốt rồi, đi đi. Hôm bữa đó, hồi nãy nè, hồi nãy anh thấy 2 dây đèn xanh anh chạy luôn, ở 2 dây đèn đỏ anh chạy luôn đúng không? Lưu ý anh lúc đó là sao, là anh đang rẽ phải ra mà nhiều người luống cuống đạp ga, thấy gì đạp ga đi ha. Rồi lúc đó trả lái trả vội vàng quá, qua đường bên kia, qua bên kia cán lên lần dạng bên kia là lỗi trực tiếp. Trường hợp đó đã có xảy ra. Yeah. Thì tại sao mình gấp rút làm cái gì chi vậy? Yeah. Trong khi đồng hồ nó tua lại có mười mấy giây nữa à? Yeah. Không lưu ý không? Tại vì thời gian của mình là cho mình tới 20 phút. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Gọi mấy cái đó để làm cái gì đi? Đúng không? Có mấy chục giây à? Rồi cái lỗi thứ hai của anh là cái gì? Tình huống nguy hiểm. Khi nó báo hết là sao? Đợi tới 3 giây sau mình tắt cho chắc. Trường thành công cái phần này là nó hơi bị trễ một chút xíu. Thì mỗi trường là mình phải nhớ như vậy, hiểu chưa? Yeah. Anh thấy người ta nói trường khác xong tắt đi, nhưng mà trường thành công là nó phải trễ hơn chút xíu, anh phải đợi cho 3 giây cho nó chắc cú đi. Không chắc chắn rồi. Bài này có gì? Đèn này luôn luôn xanh à, mình cứ mở cho nhanh phải rồi đi thôi. Tình huống nguy hiểm đã có rồi đúng không? Còn nếu không á thì nó sẽ nằm ngay khúc này nè, mình vừa vô cua kết thúc á là nó nằm ngay khúc này. Đó, thì vừa vô cua là mình cắt con thả trớn. Bài thi kết thúc. Rồi trả thắng lái. Rồi mở xi nhan lên. Bài thi kết thúc mở xi nhan phải lên. Mình lưu ý là sao? Kết thúc là khi phải lọt xe bánh xe sau qua hết mới gọi là kết thúc ha. Hoặc là máy nó báo đậu mới gọi là kết thúc. À,
nhiều người tự nhiên tới đây thò tay taxi nha, đúng không? Rồi quay về điểm đó đi. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Đủ 100 điểm ha.